Dịp Tết Nguyên đán là lúc mọi người luôn có tâm lý ngại đi viện, ngại đi khám bệnh, vì thế khiến tình trạng bệnh trở nặng. Không ít trường hợp nhập viện trong giai đoạn muộn, mất đi thời gian vàng trong điều trị. Đáng chú ý, theo Trung tâm Tim mạch Bệnh viện E, thời điểm trước, trong và sau Tết năm nay, tại đây tiếp nhận nhiều trường hợp bệnh nhân mắc nhồi máu cơ tim cấp hay đột cấp của bệnh suy tim vì cố chịu đựng không muốn nhập viện ngày Tết. Chỉ đến khi không chịu đựng nổi, gia đình mới đưa đi cấp cứu, nên đến khi vào viện đã trong tình trạng nặng, nguy kịch. Ghi nhận của phóng viên chương trình. Bệnh nhân 68 tuổi này có tiền sử mắc bệnh hẹp ba thân động mạch vành rất nặng, kèm thêm mắc cả bệnh suy thận. Trong Tết, khi thấy đau tức ngực dữ dội, bệnh nhân đã ngất đi, được gia đình đưa đi cấp cứu gấp. Lúc đến viện, bệnh nhân được chẩn đoán là bị nhồi máu cơ tim rất nặng. Sau khi trao đổi với gia đình, các bác sĩ đã quyết định thực hiện can thiệp cho bệnh nhân, mặc dù rất khó khăn, lúc đó bệnh nhân đã ngừng tim. Tôi ở nhà thì tôi thì là hơn một năm nay là bị từ nhồi máu cơ tim với lại xơ vữa động mạch vành. Thế mà năm ngoái là năm kia nuồn ten, nhưng mà đến năm nay thì coi là không chịu được thì tôi nó cứ đau tức đau dội ngực lên xong là từ từ cứ ngất xỉu. Tôi đã quyết định là phải làm cấp cứu cho bệnh nhân. Tuy nhiên là khi mà chụp lên thì cái tình trạng tổn thương bệnh vành quá nặng và lúc đấy thì không có sự lựa chọn nào khác là mình phải cố gắng để làm tối đa và phải chấp nhận tất cả những cái nguy cơ đấy. Thì khi mà gia đình đồng ý quyết định chấp nhận và có thể là nói là quyết tâm đến cùng đấy, thì bọn tôi đã thực hiện cái ca can thiệp này và nói thật là rất khó khăn làm cái ca bệnh nhân Phú này trong vòng 3 tiếng đồng hồ. Và bởi vì mạch vành vôi hóa rất là nhiều, chúng tôi đã phải dùng rất nhiều bóng để nong lên, và trong quá trình làm thì bệnh nhân có lúc mà tim cũng gần như là ngừng tim đấy, và phải chuyển nhịp lại. Sau đó thì mới tiếp tục làm được. Thế thì đấy là những cái ca mà phải nói là những cái ca mà hết sức nặng. Theo các bác sĩ, thường trong dịp Tết lượng bệnh nhân đến không quá đông. Tuy nhiên những bệnh nhân nặng vào viện lại tương đối nhiều. Cao điểm có những ngày, tại đây tiếp nhận tới 6 trường hợp nhồi máu cơ tim cấp bởi tâm lý ngại nhập viện trong dịp Tết. Chỉ đến khi không chịu được, họ mới vào cấp cứu. Rất nhiều ca, dù chưa có kết quả xét nghiệm, nhưng vì không thể chờ đợi nên các bác sĩ phải thực hiện can thiệp ngay để cứu sống bệnh nhân. Có những cái ca mà không kịp chờ xét nghiệm mà phải đưa lên làm ngay lập tức. Nếu mà mình chờ xét nghiệm thì nó sẽ muộn. Các bạn đã biết là nếu mà trong những bệnh nhân mà nhồi máu cơ tim cấp mà nếu mà mình làm qua cái thời gian vàng và làm trong cái tình trạng sốc tim thì cái tiên lượng và cái hậu quả hoàn toàn không tốt, và cái hậu quả là bệnh nhân có thể là tử vong ngay trên bàn nếu mà mình là cái thời gian làm mà mình bị kéo dài. Có những trường hợp may mắn được điều trị can thiệp kịp thời, nhưng cũng có những bệnh nhân rất nặng, để bệnh quá lâu khiến hoại tử tim quá nhiều. Bệnh nhân bị suy tim sau cơn nhồi máu cơ tim làm cho việc đảo ngược lại như ban đầu là rất khó. Các bác sĩ khuyến cáo những người có bệnh tim mạch không nên trì hoãn nếu có các biểu hiện cấp tính như đau ngực, khó thở, mất ý thức thì cần đến cơ sở y tế ngay